Xin chào đón các bạn đang đến với Săn Hình Trân Quà. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với kết quả khán giả may mắn của chương phim Bóng Tối Cuộc Tình nha. Trong thời gian phim phát sóng đã có 23 cặp ảnh xuất hiện ngẫu nhiên trong các tập phim may mắn. Có 10 vị khán giả đã gửi số lượng ảnh nhiều nhất và hợp lệ về cho fanpage Long An TV với 23 cặp ảnh. Xin chúc mừng các khán giả may mắn đã nhận được quà tặng của chương trình với giá trị mỗi phần quà là 300.000 đồng. Vẫn còn nhiều cơ hội dành cho những khán giả may mắn trong các bộ phim tiếp theo. Quý vị hãy đồng hành với Săn Hình Trên Quà và có cơ hội mang về những phần quà hấp dẫn